Xin chào anh chị em Hôm nay chúng ta bước vào ngày thứ bảy Sau Chủ nhật 29 thường niên Giờ đây xin mời anh chị em chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa Đọc lời Chúa trong tin mừng theo Thánh Luca Lúc ấy có mấy người đến kể lại cho Đức Giêsu nghe chuyện Những người Galilee bị Tổng trấn Philato tô giết Khiến máu đổ ra hòa lẫn với máu lễ tế vật họ đang dâng Đức giê -xu đáp lại rằng Các ông tưởng mấy người Galile này phải chịu số phận đó là vì họ tội lỗi hơn mọi người Galile khác sao? Tôi nói cho các ông biết không phải thế đâu Nhưng nếu các ông không sám hối Thì các ông cũng sẽ chết hết như vậy Cũng như 18 người kia bị tháp Siloat đổ xuống để chết các ông tưởng họ là những người mắc tội nặng hơn tất cả những người trong thành Jerusalem sao? Tôi nói cho các ông biết không phải thế đâu. Nhưng nếu con không chịu sám mối thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy. Rồi Đức giêsu kể dụ ngôn này. Người kia có một cây vả trồng trong vườn nho mình. Bác ta ra cây tìm trái mà không thấy. Nên bảo người làm vườn. Anh coi đã ba năm nay tôi ra cây vả này tìm trái mà không thấy. Vậy anh chặt nó đi. Để làm gì cho hại đất. Nhưng người làm vườn đáp. Thưa ông xin cứ để nó lại năm nay nữa. Tôi sẽ vun sới xung quanh và bón phân cho nó. May ra sang năm nó có trái, nếu không thì ông sẽ chặt nó đi. Anh chị em thân mến, câu chuyện mà người ta kể với Chúa Giêsu về việc phi tô giết những người có lẽ là những người gọi là đang chống đối chính quyền Roma. Có thể đó là một câu chuyện gây chấn động hay giật gân nhưng những người kể lại thấy rằng chuyện đó không liên quan gì đến mình Và họ cũng ngấm ngầm nghĩ rằng Những kẻ ấy là tội lỗi, đáng chết Còn mình đâu có phải là tội lỗi Mình không gặp tai họa gì Ấy là mình tốt lành Nhưng Chúa Giêsu nhân sự việc đó Lại nói với họ rằng Đừng nghĩ rằng những người kia đáng chết Mà anh em nếu không sám hối Thì cũng sẽ chết thảm như vậy Và Ngài cũng nhắc lại một Cái chuyện mà Tháp si, si ác đè xuống Giết 18 người Tất cả những tai họa Những thảm họa xảy đến Thì Chúa Yêu Sư nói rằng Nếu anh em không sám hối Thì anh em cũng sẽ bị y như vậy Đó cũng là cái cái não trạng của nhiều người cho rằng khi mà thấy những chuyện xảy ra cho người khác những tai họa xảy đến cho người khác thì vẫn cảm thấy mình như là người vô tội những người khác gặp những chuyện ấy chắc là họ có tội gì đó và như vậy thì mình nghĩ rằng vì mình chưa gặp thì mình không có lỗi gì nhưng thưa anh chị em chúa giêsu nói rằng những biến cố những sự việc ấy lại là cơ hội để nhắc chúng ta phải hoán cải những điều ấy nó không chỉ xảy đến với người khác nhưng là cơ hội răn đe chúng ta đấy chúng ta thấy những tai họa về thiên tai cũng đã xảy đến cho làm cho nhiều người có người thì bị vùi lấp chết có người thì bị nước cuốn đi và những điều ấy đôi lúc chúng ta đọc tin tức Chúng ta chỉ cảm thấy đó là cái chuyện xảy ra Hay là những tai họa thôi Nhưng chúng ta có biết rằng Tất cả những điều ấy phải có phải là giúp cho chúng ta nhìn lại bản thân Sẽ răn đe chính mình để chúng ta biết hoán cải trở về với Chúa Hãy trở về với Chúa khi còn cơ hội tai họa đến với người khác là cái cơ hội cho mình hãy trở về đừng để chúa phải dùng đến những tai họa để mà cho chúng ta phải chịu đau khổ và ngài đưa chúa Yêu Sư còn cho một cái dụng ngôn cây vả cây vả không ra trái không chỉ là vì mình tội lỗi theo kiểu mình làm điều ác nhưng ngay cả khi không có trái cũng lại là điều mà chúng ta cần phải xét lại xem mình sống thế nào đấy mình làm gì đấy mình đã thực hiện được những gì đem lại những kết quả hay là những gì xứng với những ơn huệ chúng ta lãnh nhận đôi lúc chúng ta thấy rằng thôi tôi sống vậy cũng được rồi còn bao nhiêu người xấu hơn tôi hư đốn hơn tôi tội lỗi hơn tôi tôi sống như thế này cũng đủ rồi có cần gì không có cần thay đổi gì không nhưng chúng ta lại thấy chúa Chúa muốn chúng ta luôn luôn phải canh tân và đổi mới. Canh tân đổi mới ở đây muốn nói rằng cuộc sống phải sinh hoa trái. Bằng không thì không sinh hoa trái thì Chúa sẽ chặt đi. Và người làm vườn hôm nay như là chính Chúa Giêsu cũng đã xin với Chúa Cha xin để chờ thêm thời gian, cho thêm thời gian để cây có có cơ hội ra trái. Đời sống của chúng ta cũng vậy. Chúa muốn chúng ta có thời gian để suy gẫm, có thời gian để cân nhắc, có thời gian để hành động. Và chúng ta phải mau chóng hồi tâm, thay đổi cuộc sống nếu cần. Và thay đổi cả đời của mình cũng cũng, cũng có thể là cần thiết. Đừng sống theo thế gian, đừng sống theo xác thịt, đừng sống theo tất cả những cái gì mà nó dẫn chúng ta đi vào con đường hướng mất để chúng ta xứng đáng được ơn tha thứ và ơn cứu chuộc vì thế cho nên hôm nay cái lời mời gọi sám hối cho tất cả mọi người đừng nghĩ rằng điều đó chưa xảy đến với tôi không sao hãy nhớ rằng tất cả những gì là những tai họa những thảm họa phải nhắc nhở chúng ta chúng ta phải biết thay đổi để chúng ta không bị những điều ấy nó đổ ập trên cuộc đời hay là nó trút xuống cuộc đời chúng ta bởi vì chúng ta sống bất xứng. Xin Chúa cho chúng ta biết rằng lòng thương xót của Chúa luôn kiên nhẫn. Nhưng kiên nhẫn cũng sẽ có một cái hạ mực của nó, cưỡng lường của nó. Như hôm nay chúng ta thấy cho nó thêm thời gian. Nhưng không có nghĩa là thời gian vô tận mà chúng ta phải biết mau chóng, dứt khoát, quyết tâm để chúng ta có được sự hồi tâm, hối cải và được ơn tha thứ, ơn thương xót. Xin Chúa cho chúng ta nghe lời Chúa hôm nay cũng nhắc nhở chúng ta. Tất cả những gì đang diễn ra xung quanh chúng ta cũng là những lời cảnh báo, những lời găn đe và những lời mời gọi. Xin Chúa cho chúng ta nghe được và chúng ta biết thay đổi cuộc đời chúng ta. AMEN